Độc đạo, Trung quay về nhận con. Xin lỗi Diễm. Diễm sẽ chọn bố đẻ của bò. Hai người luôn bảo vệ mẹ con cô. Sau khi nhìn thấy Diễm bị hãm hiếp, Trung đã bỏ mặc Diễm. Kể cả khi biết Diễm mang thai, Trung cũng đã hèn nhát không tin rằng đó là con của mình. Trung bỏ rơi Diễm vào cái thời điểm Diễm đau khổ cô đơn nhất. Còn Hồng, anh thì khác. Không hứa hẹn, không lãng mạn ngôn tình, nhưng luôn biết cách bảo vệ mẹ con Diễm. Luôn xuất hiện mỗi lúc Diễm cần. Nhưng có điều Hồng lại không phải là bố ruột của bé Bò. Liệu Diễm có hy sinh hạnh phúc của mình để bé Bò được đoàn tụ với bố, hay cô sẽ lựa chọn người đã âm thầm hy sinh cho bé Bò và cô? Đó là những nội dung chính của video ngày hôm nay. Trung và Diễm đã từng yêu nhau, nhưng khi biến cố xảy ra với Diễm, Trung lại biến mất như chưa hề tồn tại, khiến Diễm hoàn toàn thất vọng về thứ gọi là niềm tin và hạnh phúc. Diễm cảm thấy ghê sợ đàn ông, bởi vì những người bước qua đời cô toàn những gã tồi. Nhưng cuộc đời của Diễm đã hoàn toàn thay đổi sau khi gặp Hồng. Vì để thoát khỏi tay quần già, để có thể tìm lại được tự do hạnh phúc, Diễm đã bắt tay với Hồng, cùng nhau phối hợp đưa quần già vào vòng lao lý của pháp luật. Sau khi quần già bị bắt, Hồng đến chỗ mẹ con Diễm trốn, thông báo cho Diễm biết cô đã được tự do. Từ nay cô không cần phải sợ quần già nữa. Diễm ôm chặt bé Bò, bật khóc nức nở. Hồng liền nói, sao, xúc động khi thấy ông ta bị bắt à? Diễm lắc đầu, không, tôi mừng quá nên mới vậy. Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi tay con quỷ đó. Cuối cùng tôi cũng có thể được sống cuộc đời của mình, được làm những gì mình thích rồi. Cảm ơn anh. Hồng mỉm cười nói, không cần cảm ơn, giúp cô cũng là giúp tôi. Chúng ta có chung kẻ thù mà. Thôi, mau ra xe đi, tôi đưa hai mẹ con về. Diễm liền cầm tay bé Bò nói, bé Bò, mình về nhà thôi. Nhưng khi Hồng chuẩn bị mở cửa xe cho Diễm, thì một người đàn ông xuất hiện, đó là Trung. Anh ta cất tiếng gọi Diễm. Diễm chờ đã. Sự xuất hiện của Trung khiến cả Diễm và Hồng cảm thấy bất ngờ, không thoải mái. Diễm nhíu mày nói, sao lại là anh? Anh tới đây làm gì? Trung liền nói, anh nghe tin quân già bị bắt, nên đến tìm hai mẹ con. Diễm, cho anh xin lỗi. Trước đây là do anh hèn nhát, nên không dám đối diện với em. Nhưng em hãy hiểu cho anh, ông ta quá kinh khủng, anh không thể lấy trứng chọi đá được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Diễm, cho anh được nhận lại bé Bò, được chăm sóc mẹ con em nhé. Diễm còn chưa trả lời, bé Bò đã nắm tay Diễm hỏi, mẹ ơi, chú ấy là ai đấy à? Có phải là bố của con không? Người mà trong bức ảnh chụp với mẹ ấy. Diễm ngại ngùng, nhìn Hồng rồi cúi xuống nói với bé Bò, chú ấy là ai? Mẹ sẽ giải thích với con sau. Thôi, bây giờ mình lên xe thôi, kẻo chú Hồng chờ nhé. Bé Bò liền thả tay Diễm ra nói, không, con muốn bố cơ. Sau đó chạy lại hỏi Trung, chú ơi, chú có phải bố cháu không? Trung nghẹn ngào, xoa đầu bé Bò nói, bố đây, bố xin lỗi vì thời gian qua đã để con một mình. Bố có lỗi với mẹ con, nhưng từ nay bố sẽ không thế nữa. Bé Bò tha thứ cho bố được không? Bé Bò gật đầu ôm lấy Trung. Diễm thấy thế thì vô cùng đau đớn. Hồng ngại ngùng nói, thôi, cô ở lại với cậu ta đi, tôi đi trước đây. Hồng nói rồi lên xe, lái xe đi. Diễm không nỡ để Hồng đi, nhưng càng không nỡ chia cắt bé Bò. Từ nhỏ đến lớn, bé Bò lúc nào cũng hỏi Diễm, mẹ ơi, bố của con đâu rồi à? Tại sao các bạn có bố mà con lại không có bố? Hôm nay bé Bò đã thực sự gặp lại bố đẻ của mình, nên Diễm không nỡ chia cắt họ. Trung đưa Diễm trở về nhà của mình. Trung đưa bé Bò vào nhà, rồi chạy ra xách đồ cho Diễm. Diễm liền từ chối, không cần đâu, tôi tự làm được. Anh Trung, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Trung đưa mắt nhìn bé Bò, tiến lại gần thằng bé nói, bé Bò, con cứ đi chơi nhé, bố mẹ nói chuyện với nhau một chút. Bé Bò ngoan ngoãn gật đầu. Trung bước ra ngoài tìm Diễm. Diễm đang ôm lấy bản thân, mắt nhìn xa xăm về phía trước nói, nhanh nhỉ, đã 5 năm trôi qua rồi đấy, cuộc sống của anh có tốt không? Chắc là tốt lắm nhỉ, nhìn anh như thế tôi cũng cảm thấy vui thay cho anh. Trung liền nói, cuộc sống của anh tốt, nhưng chưa bao giờ đủ, bởi vì còn thiếu em và con. Em có biết tại sao anh chưa lập gia đình không? Vì lúc nào anh cũng nghĩ đến hai mẹ con em.
Anh chờ một ngày có thể đón mẹ con em về. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Diễm cười khẩy. Anh chờ mẹ con tôi. Hay anh chờ quân già bị bắt. Nếu như quân già không bị tóm, liệu anh có đến tìm mẹ con tôi không? Trung biết Diễm đang trách mình liền nói. Diễm, em phải hiểu cho anh chứ. Em hận quân già, nhưng anh còn hận hắn hơn. Vì hắn mà anh mất vợ, mất con. Vì hắn mà người anh yêu bị tổn thương cay đắng. Nhưng anh biết làm gì hơn, ngoài chờ đợi. Nếu anh xuất hiện, hắn sẽ giết anh và sẽ làm hại mẹ con em. Em thừa biết hắn là một kẻ máu lạnh, giết người không kề tay mà. Diễm đau đớn hét lên. Nhưng tôi thà chết còn hơn sống cùng hắn. Nếu không vì con, tôi đã chết lâu rồi. Lúc mẹ tôi mất, lúc tôi sinh con, tại sao anh lại biến mất? Tại sao anh không xuất hiện? Nếu anh không bỏ rơi mẹ con tôi, thì tôi đã không đến tìm hắn. Cuộc đời của mẹ con tôi sẽ không rơi vào địa ngục. Anh có hiểu không? Trung cúi đầu nói, anh biết anh sai. Lúc đó chúng ta còn quá trẻ. Anh quá ích kỷ. Anh không chấp nhận được chuyện em bị ông ta làm hại. Anh cũng không dám chắc đó là con của anh. Chính vì thế, Diễm liền nói, chính vì thế nên anh mới bỏ rơi mẹ con tôi. Đúng không? Tốt nhất anh đừng nói nữa. Bởi vì anh càng nói, chỉ càng khiến tôi ghê tởm và khinh thường anh mà thôi. Thấy Diễm tức giận, Trung liền nói, Diễm, anh biết dù anh có nói gì cũng không bù đắp được những cay đắng, đau đớn mà em đã phải chịu. Nhưng có lẽ em không biết, anh đã từng đi tìm em, nhưng bị ông ta khống chế, dọa sẽ giết anh nếu như anh còn dám lởn vởn trước mặt em. Ông ta còn dọa sẽ giết bố mẹ anh nếu như anh làm trái ý ông ta. Anh biết làm gì khác chứ? Diễm, em có thể chán ghét anh, nhưng hãy nghĩ đến con. Bé Bo nó không có tội, và nó là con của anh. Nó cần có một người bố, một gia đình trọn vẹn, em có hiểu không? Đừng vì những sai lầm của người lớn mà bắt một đứa trẻ phải chịu đựng những đau đớn thiệt thòi đó. Diễm giận dữ nói, anh im đi. Anh không có tư cách để nói những điều đó. Bé Bo là con tôi, và tôi sẽ làm những gì tốt đẹp nhất cho nó. Nếu anh muốn tốt cho thằng bé, thì đừng cố gắng làm mọi chuyện phức tạp hơn nữa. Diễm nói rồi đưa bé Bo đi. Trên đường đi, bé Bo liền nói, mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc? Bố làm mẹ khóc à? Thế thì bố là người xấu rồi. Con sẽ không yêu bố nữa. Con chỉ cần mẹ thôi. Diễm ôm lấy bé Bo nói, bé Bo ngoan, mẹ không sao. Thế bây giờ mẹ hỏi bé Bo nhé, bé Bo thích chú Trung hay chú Hồng hơn? Bé Bo hồn nhiên nói, con thích bố hơn, nhưng con sẽ chọn chú Hồng, bởi vì chú Hồng là người tốt, chú ấy làm mẹ cười, và chú ấy luôn bảo vệ mẹ và con. Diễm mỉm cười, véo má bé Bo, cái thằng bé này, giống ai mà lẻo mép thế không biết. Liệu Diễm sẽ nghe lý trí hay lựa chọn theo con tim mách bảo? Sau tất cả, Hồng và Diễm có xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc hay không? Một đám cưới như mờ liệu có diễn ra? Bạn nghĩ sao về cái kết này? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!